Xin chào cô chú anh chị đã đến với xưởng nội thất Deco. Hiện tại hôm nay thì em đang có mặt tại xưởng nhôm của xưởng nội thất Deco. Và ở quanh đây của em có rất là nhiều nhôm. Trong năm 2021 hiện nay thì đang có một cái phong cách về thiết kế nội thất đang nổi lên, được rất là nhiều người ưa thích và sử dụng. Đó là thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng, có ứng dụng nhôm và cánh kính. Cụ thể như những sản phẩm mà được ứng dụng nhôm kính có thể được nhắc tên đến như là tủ quần áo cánh kính, tủ rượu cánh kính, phòng thay đồ có kết hợp với lại tủ quần áo cánh kính, hệ cửa kính siêu hẹp hoặc là vách kính để ngăn phòng. Những cái thiết kế mà có sử dụng nhôm và kính sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác nó rộng rãi hơn về căn phòng, tạo ra cho chúng ta cái không gian nó thoải mái, nó rộng lớn hơn. Và đặc biệt với lại hệ nhôm siêu hẹp thì sẽ tạo ra hiệu ứng tràn viền của cánh kính và sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa được cái bề mặt không gian mà lộ những món đồ mà chúng ta muốn khoe ra ở phía sau lớp cánh kính. Ví dụ như là đối với tủ rượu thì chúng ta có thể khoe được những chai rượu mà đắt tiền, những chai rượu mà quý giá, nổi tiếng để mời những người bạn bè đến chơi nhà, hay là đặt những món đồ trang trí cho ngôi nhà của chúng ta để tăng cái tính thẩm mỹ ở trong ngôi nhà, sẽ giúp chúng ta có một cái không gian đầy tính thẩm mỹ. Và sống trong một không gian như vậy thì sẽ giúp cho những thành viên ở trong gia đình có một cái cảm giác nó viên mãn và hạnh phúc hơn. Và ngoài ra thì đối với lại cửa kính siêu hẹp thì nó lại giúp cho gia chủ có thể cơ động để tạo ra nhiều không gian trong một căn phòng hơn. Nếu như chúng ta muốn ngăn cái phòng bếp lại thì chúng ta có thể kéo cửa kính siêu hẹp để ngăn không cho mùi ở trong phòng bếp bay ra ngoài. Và khi chúng ta không sử dụng hay là chúng ta không muốn ngăn cách nữa thì chúng ta có thể đẩy phần vách kính ra, đẩy phần cửa kính ra để trả lại cái không gian ban đầu như là khi mà chúng ta chưa kéo cửa kính lại. Còn đối với lại tủ quần áo cánh kính, chúng ta có những món đồ, có những quần áo mà chúng ta muốn sâu ra, hay là trong quá trình mà thay đồ thì chúng ta muốn là nhìn một cách dễ dàng để chọn lựa cho mình những bộ quần áo mà phù hợp nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Đôi khi là chúng ta sẽ muốn ngắm nhìn những cái món đồ quý giá mà chúng ta sưu tầm, những bộ cánh, những bộ quần áo, những bộ váy đẹp đẽ mà chúng ta muốn ngắm kết hợp với lại đèn LED ở trong khung nhôm cánh kính thì sẽ giúp tôn lên những cái sản phẩm ở phía bên dưới, ở phía bên trong cái tủ của chúng ta. Ví dụ như là quần áo sẽ có thêm một số những ánh sáng vàng và sẽ giúp tôn vinh cái bộ quần áo lên, hay là những tấm ảnh, hay là những món đồ lưu niệm, hay là những chai rượu thì sẽ đều tạo ra một cái hiệu ứng là rất là đẹp và rất lung linh, thể hiện được cái tôi của gia chủ. Hiện nay thì đối với lại hệ nhôm kính thì ở trên thị trường có rất là nhiều loại nhôm và cũng có rất là nhiều loại kính. Và thông thường thì chúng ta nên sử dụng, thứ nhất là về kính thì chúng ta nên sử dụng kính cường lực, bởi vì đối với lại kết cấu của kính cường lực khi mà chịu va đập mạnh mà nó vỡ ra thì nó sẽ vỡ dưới dạng hột lựu chứ không phải là mảnh răm kính, cho nên là nó sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Và thứ hai là về phần nhôm thì hiện nay ở trên thị trường có hai loại nhôm, thứ nhất là nhôm sơn anode và thứ hai là nhôm sơn tĩnh điện. Và hai loại nhôm này có sự chênh lệch nhau về giá cả, cụ thể là nhôm sơn anode cao hơn so với lại nhôm sơn tĩnh điện vào khoảng 20-30%. Hai loại nhôm này thì có gì khác nhau mà chúng lại đem đến những cái giá tiền khác nhau như vậy? Thì hôm nay em sẽ cùng với lại anh chị và cô chú khám phá xem hai loại nhôm này có điều gì khác biệt nhau, và loại nào thì tốt hơn và loại nào thì chúng ta nên sử dụng trong những trường hợp nào. Đầu tiên là em sẽ phân tích về thành phần của hai loại nhôm này. Thứ nhất là nhôm sơn anode, thì trong quá trình tôi luyện ở nhà máy, quá trình sản xuất ra thì nhôm sơn anode sẽ ít tạp chất hơn. Còn đối với lại nhôm sơn tĩnh điện thì sẽ chứa nhiều thành phần tạp chất hơn, do đó là sẽ có sự chênh lệch về độ cứng, độ bền, khả năng chịu lực cũng như là khả năng chịu ăn mòn. Thì đối với lại nhôm sơn anode do thành phần tạp chất ít cho nên là cái khả năng chịu lực cũng như là độ cứng, độ bền, chịu mài mòn theo năm tháng sẽ tốt hơn. Thứ hai khác nhau là về bề mặt của nhôm. Thì đối với lại nhôm sơn anode sẽ được tôi luyện qua công nghệ điện hóa, ngâm ở trong môi trường dung môi và sử dụng điện hóa để tăng cường lớp oxy ở trên bề mặt, tạo thành một thể thống nhất với lại nhôm và từ đó sẽ tạo ra một cái kết cấu vững chắc và bền vững. Còn tiếp theo là nhôm sơn tĩnh điện.
Để sản xuất ra bề mặt của nhôm sơn tĩnh điện sẽ sử dụng phương pháp áp dụng bột sơn và nhiệt để gia công, để làm cho những lớp bột sơn dính trên bề mặt của nhôm tạo thành lớp bề mặt sơn tĩnh điện như anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Vâng, và trong quá trình thi công thực tế và theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì lớp bề mặt của sơn anode sẽ bền vững hơn so với lại nhôm sơn tĩnh điện, bởi kết cấu do chúng được hình thành trong quá trình mà tạo nên bề mặt thì đối với lại nhôm sơn anode thì có thể ứng dụng trong một số các ngành công nghiệp khác như là ngành hàng không vũ trụ, sản xuất ô tô hay là sản xuất đồ gia dụng, bởi cái khả năng chịu lực cũng như là chịu ăn mòn của nó lớn hơn so với lại nhôm sơn tĩnh điện. Và ngoài ra thì lớp oxy được tăng cường ở trên bề mặt của lớp nhôm một cách rất là tự nhiên thì nó cũng sẽ giúp cho cái khả năng chống bị oxy hóa, chống bị rỉ ở trên bề mặt cũng rất là tốt. Và để chứng minh cho điều đó thì tiếp theo em sẽ cùng anh chị và cô chú làm một thí nghiệm nho nhỏ để chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt của hai loại nhôm này. Và ở đây thì em xin phép được giới thiệu với anh chị thì bên tay phải đây của em là thanh nhôm sơn anode và ở bên tay trái đây là hai thanh nhôm sơn tĩnh điện. Như anh chị có thể nhìn thấy về bề mặt thì đầu tiên chúng ta so sánh về bề mặt thì ở nhôm sơn tĩnh điện ở đây thì chúng ta sẽ có những vết sần, có thể nhìn khá là rõ ràng ở đây. Đây những vết sần à, bởi vì chúng được hình thành lên bởi các lớp bột sơn, hạt bột sơn cho nên là nó sẽ có một số những cái vết sần nho nhỏ. Còn ở bên này thì chúng ta có lớp nhôm sơn anode thì do là được điện hóa bởi các nguyên tử oxy bám dính vào bề mặt và kết cấu trở thành một thể thống nhất đối với nhôm, cho nên chúng ta sẽ có một cái bề mặt khá là mịn và sờ và có thể cảm nhận rõ ràng cái điều đó. Và hai đặc điểm này thì sẽ giúp cho cái nhôm sơn anode này dễ vệ sinh lau chùi hơn, tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình chúng ta sử dụng. Còn nhôm sơn tĩnh điện bởi bề mặt sần lên cho nên là những cái vết bẩn hay là vết xước nó dính vào thì sẽ khó bị lau chùi hơn. Và để so sánh cái khả năng chịu lực cũng như là độ bền của hai bề mặt này thì em sẽ sử dụng một thanh nhôm khác và em cọ vào. Đầu tiên em sẽ cọ vào thanh nhôm sơn anode. Thì đây, chúng ta sẽ có những cái vết trắng trắng ở trên bề mặt đây. Và tiếp theo là thanh nhôm sơn tĩnh điện, em sẽ cọ vào. Đây. Đấy. Mặc dù là không có nhiều vết trắng nhưng mà tí nữa em sẽ thử tẩy đi để xem là cái vết nó còn lại như thế nào. Và tiếp theo là em sẽ cọ thêm ở trên thanh nhôm sơn tĩnh điện này nữa. Đó, và đây là ba vết của ba thanh nhôm. Thì em sẽ sử dụng tay của mình để tẩy cái vết xước này đi. Thì đây, sau khi tẩy thì nó vẫn sẽ còn một số những cái vết xước ở phía bên trong này bởi cái lớp bột sơn tĩnh điện đã bị em đánh bong, đánh bay đi và nó để lại những cái vết như thế này. Và ở đây cũng như vậy. Đấy, sau khi tẩy đi thì vẫn sẽ có một số những cái vết bị sâu. Còn đối với lại nhôm sơn anode thì em sẽ lấy tay tẩy đi. Chỉ cần tẩy đi một chút thôi là hoàn toàn những cái vết xước nó không còn nữa. Đấy, và so sánh giữa ba loại nhôm này thì sau thí nghiệm thì em có thể nhận thấy được rằng là đối với lại nhôm sơn anode thì cái khả năng chịu xước, chịu mài mòn tốt hơn và đem lại cho chúng ta cái thời gian sử dụng nó lâu hơn, bền vững hơn. Còn đối với nhôm sơn tĩnh điện thì nó dễ dàng bị bong cái lớp sơn tĩnh điện đi và để lại những cái vết xước trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đối với lại nhôm sơn anode bởi cái khả năng chịu lực tốt cũng như là bền bỉ theo thời gian thì chúng ta sẽ đem lại một cái hệ nhôm kính nó đẹp đẽ hơn, thẩm mỹ hơn cho ngôi nhà của chúng ta. Cảm ơn anh chị đã xem cái video đến giờ phút này của Xưởng Nội Thất Đầy Cô và hy vọng là những chia sẻ của em có thể giúp cho anh chị cô chú đưa ra được những cái lựa chọn mà phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình cũng như là túi tiền của mình. Và nếu thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Xưởng Nội Thất Đầy Cô. Cảm ơn anh chị và cô chú đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.